Chào các bạn đã trở lại với kênh Cơm Tiệm TV. Hôm nay kênh Cơm Tiệm TV sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món mì Quảng. Sợi mì Quảng được tạo ra cũng từ nguồn cảm hứng là sợi mì, thành quả sáng tạo từ bột mì của người Hoa, nhưng phiên bản của người Việt được làm hoàn toàn bằng bột gạo. Món ăn bình dị mì Quảng cũng ra đời từ đó. Mì Quảng thời nay thì hiện đại hơn rất là nhiều, phần nhân không đơn thuần là còn tôm hay thịt heo, thịt gà nữa, thay vào đó là trứng cút hay là thịt bò, thịt ếch, cá lóc. Dù được giữ gìn với những hương vị đậm đà đặc trưng của món ăn này, không ngừng cải tiến để phù hợp với khẩu vị của người Việt trên mọi miền đất nước. Từ lâu, mì Quảng đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của vùng đất Quảng Nam. Một tô mì vừa đẹp về hình thức và thơm ngon. Nếu cả nhà mình cùng yêu thích món mì Quảng này, tại sao mình không vào bếp và cùng chỗ tài cho gia đình mình thưởng thức đi nào? Các mời các bạn hãy xem kỹ video dưới đây. Để làm món mì Quảng, ta cần những nguyên liệu như sau. Để làm món mì Quảng ngon, chúng ta chọn những nguyên liệu như là tôm thẻ. Tôm thẻ chúng ta chọn tôm chắc, ta lột phần vỏ đầu bỏ đi, cắt cái chân cho nó gọn gàng sạch sẽ. Rất là ngon các bạn. Rồi ta chọn 1 kg sườn heo non, sườn non các bạn, và lựa sườn ít mỡ và cũng ít thịt, cũng dừa chứ không già lắm các bạn. Rồi trứng cút, rồi 30 trứng cút và 3 lạng củ nén. Củ nén là quan trọng nhất trong món này các bạn, có củ nén thì tạo ra cái mùi đặc trưng của món mì Quảng. Và bột nghệ cũng không kém phần quan trọng, một muỗng canh bột nghệ và 2 muỗng canh hạt nêm và 4 muỗng canh nước mắm, bột ngọt và đường phèn, 2 trái dừa và đậu phộng rang và ớt trái, ớt xiêm các bạn, tỏi, rồi đường phèn, rồi dầu điều, một ít dầu điều và mì Quảng 2 kg, của một củ hành tây, hành lá và rau ăn kèm, chuối, bắp chuối nha các bạn, rồi quế, rau muống và cải con, húng lủi và xà lách, rồi chúng ta chặt sườn xong rồi, ta ốp là 2 muỗng củ nén, chúng ta đâm dập nha các bạn, 1 muỗng hành tây sắc nhuyễn. Nửa phân nửa bột nghệ các bạn, một muỗng hạt nêm, nửa muỗng đường phèn, nửa muỗng bột ngọt nha các bạn, một ít dầu điều, khoảng nửa muỗng dầu điều các bạn, rồi một khoảng 1 muỗng canh nước mắm. Rồi ta chọn hỗn hợp này cho đều các bạn. Ta để khoảng nửa tiếng, 1 tiếng ta mới nấu rồi các bạn. Rồi ta chọn đều xong, chúng ta ốp tôm.
Rồi. Tôm chúng ta làm sạch hết rồi. Là cho vào cái tô. Rồi chúng ta cũng ướp. À, gia vị cũng giống như sườn nãy các bạn. Ta cho một muỗng củ nén. Củ nén chúng ta đâm dập này các bạn, nó mới thơm ra cái mũ củ nén nó thơm. Còn một nửa muỗng hành tây đâm nhuyễn. Rồi, một ít đường phèn. Một ít hạt nêm. Một ít bột ngọt. Rồi, chút xíu bột nghệ thôi các bạn. Rồi, cho một chút xíu dầu điều. Rồi, một ít nước mắm. Rồi ta cũng trộn đều hỗn hợp lên các bạn, cho để cho nó thấm, cũng phải nửa tiếng sau chúng ta mới làm. Rồi chúng ta trong thời gian chờ đợi chúng ta rồi cho dầu ăn vào chảo nóng, ta phi củ nén nha các bạn. Rồi chúng ta cho củ nén vào phần hồi nãy chúng ta đâm củ nén là 3 lạng, chúng ta phi khoảng 2 lạng, chừa 1 lạng lại chút xa chút xíu chúng ta để cháy là xào thịt nha các bạn. Rồi ta phi 2 lạng. Phi cho nó vàng giống như là phi hành nha các bạn. Rồi chúng ta làm nước mắm này các bạn. Là nước mắm ăn mì quảng, ta cho một muỗng đường và nửa muỗng bột ngọt. À, cho khoảng 3 củ tỏi, 3 nhánh tỏi các bạn lột sẵn đập dập bỏ vô. À, cho 4 5 trái ớt gì đó, ai muốn ăn cay nhiều cho ớt nhiều, mình cho 6 trái ớt vào. Rồi chúng ta đâm đâm cho nó nhuyễn, đâm hỗn hợp cho nó nhuyễn mịn nha các bạn. Rồi chúng ta vét ra cho một ra ngoài cái chén. Chúng ta cho khoảng 3 muỗng nước mắm với hỗn hợp 1 muỗng đường và một nửa bột ngọt, cho 3 muỗng nước mắm vô các bạn. Ta lường sẵn 3 muỗng, cho 3 muỗng vô. Rồi ta trộn lên. Rồi nước mắm của ta đã hoàn thành rồi các bạn. Nó sần sệt thì rất là ngon. Chúng ta ăn mì quảng ta chan 1 muỗng vào cho đậm đà, nó ngon. Thơm mùi tỏi ớt rất là ngon. Rồi chúng ta chuẩn bị cái chảo. Rồi, ta cho miếng dầu ăn vào. Rồi, thịt nãy chúng ta ớt cũng đã có tiếng rồi, giờ ta nấu rồi các bạn. Cho miếng của hành băm nhuyễn các bạn, một ít của hành băm nhuyễn và một ít củ nén. Rồi xào cho nó thơm. À, ta cho sườn heo vào. Xào đũa lớn nha các bạn, cho nó rút gia vị vô, nó thơm thịt. Rồi ta chán miếng nước vô cái thau, gia thau cho nó ra hết gia vị các bạn. Ta chặt cục sườn đường nhỏ lắm các bạn, mà cũng đường lớn lắm, nó vừa ăn và trông nó đẹp mắt, đường nhỏ quá. Rồi
Rồi tôi chan miếng nước vô các bạn. Rồi chúng ta xào cho nó rút gia vị hết vô. Nó rút gia vị vô hết rồi các bạn. Chúng ta chuẩn bị hai trái dừa. Tôi chặt hai trái dừa cho đổ vô nước. Vô các bạn. Rồi chúng ta cho hai trái dừa vào. Nấu. Có nước dừa nó mới ngon các bạn. Hai trái dừa. Rồi. Nấu cho nó sôi trở lại. Sôi trở lại chúng ta phần bọt nó nổi lên á. Chúng ta vớt phần bọt nó bỏ đi. Cho nước lèo nó được trong và nó ngon hơn các bạn. Chớt bớt có phần bọt và có phần mỡ nó nổi trên mặt á, bỏ bớt này các bạn. Chúng ta đậy lại khoảng hơn nửa tiếng cho thịt sườn heo nó mềm. Rồi trong thời gian chờ đợi thì chúng ta mình xào tôm nha các bạn. Rồi chúng ta chuẩn bị cái chảo để bắt lên xào tôm. Ta cho miếng dầu ăn vào. Cho hành với củ nén vào các bạn. Ta cũng phi cho nó thơm. Rồi cho nó vàng nó thơm. Rồi chúng ta cho tôm vào. Chúng ta cho lửa lớn. Và tôm nó đỏ, nó đẹp nè các bạn. Chúng ta chén một miếng nước cho nó hết gia vị các bạn. Ta lửa lớn cho tôm nó đỏ các bạn ơi. Ta lửa nhỏ thì tôm nó không đỏ không đẹp. Rồi lớn xong rồi đỏ rồi chúng ta mới đưa cho lửa riu riu lại. Chúng ta không xào lâu lắm đâu, cho nó kẹo lại, nó chín tôm là ok các bạn. Rồi tôm về là ok lắm, mà ngon rồi các bạn. Rồi rất là ngon, thấm gia vị. Ta cũng nên nêm nếm cho nó vừa ăn lại nhé các bạn. Cân chỉnh là cho nó vừa ăn. Tôm đã hoàn thành luôn các bạn. Rồi phần sườn heo cũng đã mềm rồi các bạn. Chúng ta dở nắp ra, chúng ta cho trứng cút vào. Cho trứng cút vào. Rồi chúng ta rim trứng cút cho nó thấm gia vị. Sần sệt rồi các bạn, rất là ngon. Ta cho
ớt chế ớt chế, ớt đỏ ớt ớt xanh vào cho nó đẹp nữa các bạn. Mình làm cách này thấy rất là ngon, mình chia sẻ cho các bạn cùng làm nha các bạn. Các bạn làm ngon chia sẻ cho người khác làm với các bạn ơi. Rồi, được đó các bạn. Giờ chúng ta cho một ít củ nén phi phi cho nó thơm các bạn. Giờ chúng ta cho một ít vào cho cái nước lèo nó thơm ngon và rất là hấp dẫn nha các bạn. Nó sền sệt, nó kẹo gì là được rồi nè, nó chen vô tô mì rất là ngon. Chúng ta nếm lại cân chỉnh coi nó vừa ăn chưa các bạn. Chúng ta tắt bếp, chúng ta chuẩn bị cho gato mì quảng. Chúng ta cho gato mì quảng, chúng ta không trụng nữa các bạn. Trụng thì bột này là bột gạo, trụng nó bở không ngon. Chúng ta bỏ lò hâm, ta quay nóng. Ta quay nóng xong rồi các bạn. Rồi chúng ta trang trí tôm phần nhân vào các bạn. Rồi chúng ta cho tôm nè. Rồi, rất là ngon, tôm ta ra mà nãy thấm gia vị rất là ngon, nó vừa ăn mặn mặn ngọt ngọt hả các bạn. Thơm. Rồi, phần trứng cút, ai muốn thích ăn tôm nhiều cho nhiều các bạn. Rồi, sườn non mềm rất là ngon, bạn thấy không, sặc cục nó vừa ăn, không nhỏ lắm mà không lớn lắm, mình trang trí nó rất hấp dẫn nha các bạn. Ta cho hành lá với ngò gí vào. Một ít củ nén phi, củ nén mình phi rất là thơm nha các bạn, rất là mùi đặc trưng. Có món mì quảng, củ nén, không có củ nén là không tạo được cái mùi mì quảng nha các bạn. Rồi cho một ít đậu phộng rang, rất là hấp dẫn cho các bạn. Đây, món mì quảng mình làm đã xong rồi các bạn, rất là hấp dẫn, rất là ngon. Rồi chan nước lèo vào, cho khoảng 2 giá nước lèo, giá nhỏ rồi các bạn, nó sền sệt thôi, thiếp thiếp rồi, không được ngập lắm rồi các bạn. Ta ăn sệt như là ăn hủ tiếu khô vậy đó bạn, rất là ngon. Đó, chúng ta ăn, tôi cho thêm một muỗng nước mắm cho nó đậm đà. Rồi ta trộn lên nha các bạn, trộn lên ăn, ta trộn lên. Ta kèm một ít rau sống. Hoàn thành rồi các bạn, rất là ngon hơn các bạn. Phần sườn, trứng cút, tôm. Món này rất là nhiều gia vị nha các bạn, rất là ngon. Cho một ít bắp chuối, cải con, ngò gí, quế, hỗn hợp mình vô ăn đầy đủ rau mới ngon các bạn. Cho vài một ít bánh tráng, bánh đa đó các bạn, rất là ngon chứ các bạn, thấy rất là thèm luôn, chịu hết nổi rồi. Mình dùng thử một miếng cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn thấy hữu ích, cho mình một like và một đăng ký để nhận video mới nha các bạn. Các bạn thấy hay, làm thấy ngon, chia sẻ cho bạn bè cùng làm nghe các bạn. Món này mình làm rất là ngon và muốn chia sẻ cho đến mọi người cùng làm món này và làm cho gia đình mình thưởng thức trong những dịp cuối tuần
hay là có dịp Tết lễ lộc gì các bạn, có anh em đầy đủ họp mặt với nhau, chúng ta làm một món mì Quảng cho nhiều người dùng, rất là hữu ích và gia đình ấm cúng với các bạn.